Lần đầu sang nhà người yêu chơi, thanh niên bỗng thấy chóng mặt vì chưa uống mà đã say. Bay ơi! Mới đây một thanh niên lần đầu ra mắt nhà người yêu, thế nhưng vừa mới đến đã biết bản thân lành thì ít mà dữ thì nhiều. Theo đó, nhân dịp đầu năm, thanh niên sang nhà người yêu chúc năm mới, tiện thể ra mắt nhà vợ tương lai. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa đặt chân vào khỏi cửa nhà, chàng trai bỗng cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu óc mơ hồ. Khi phát hiện nhà người yêu không có gì, chỉ có rượu. Trời ơi! Cứu tôi! Trời ơi! Chết tôi! Trời ơi! Cụ thể, với ngôi nhà khang trang được thiết kế 3 tầng lầu, thế nhưng tất cả những khoảng trống trong nhà, từ hành lang, cầu thang cho tới những kệ được xếp chồng, tất cả đều chứa đầy những hũ rượu có đủ loại đủ vị, đảm bảo thanh niên đã qua là không thấy lối về. Rồi! Mày xong rồi! Nhiều người sau khi xem xong đoạn video này thì đã 3 phần buồn cười, 7 phần lo lắng cho số phận sau này của chàng trai. Một số bình luận đáng chú ý mà dân tình để lại. Rồi không biết sau này qua cưới hỏi thanh niên có vượt qua được mấy bậc cầu thang này không nữa. Qua nhà gặp em là anh chết trong say sưa, nhưng không phải say em mà là say rượu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.